Chiều 16 tháng 11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Trọng Gia Bảo, sinh năm 1997, trú tại thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi giết người theo khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 13 tháng 11, Thượng úy Trần Trung Hiếu, sinh năm 1992, là cán bộ công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang. Tuy nhiên, đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đã dùng kéo đâm trọng thương vào cổ Thượng úy Trần Trung Hiếu. Lực lượng công an xã Xuân Hồng cùng với người dân đưa Thượng úy Trần Trung Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đồng thời bắt giữ đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đưa về trụ sở để điều tra.